Ok, lôi chào các bạn nha. Hôm nay là một ngày cũng khá là quan trọng và đặc biệt của mình. Hôm nay là một cái ngày thứ bảy. Và hôm nay mình thứ bảy là mình cũng mình muốn chia sẻ cho các bạn xem một cái cuộc hành trình nhé. Hôm nay công ty mình có tổ chức cái hội chợ ấy. Cái hội chợ người tiêu dùng của dành cho những anh chị em công nhân đó. Mình làm công ty mà nay công ty mình có tổ chức như vậy để mà cho cuối nay là tháng 11 rồi, cuối cuối năm rồi, nên là công ty có một cái tổ chức một hội chợ lớn để mà dành cho anh em công nhân làm trong công ty ấy, để mua mấy cái đồ dùng này kia trong công ty luôn. Này, mình muốn chia sẻ cho các bạn là như vậy. Cái cuộc hành trình đó, cái mua những cái thứ gì thì các bạn cùng mình đi và xem mình mua những thứ gì nha. Và quay mình sẽ chia sẻ quay cho các bạn xem cái bên trong cái hội chợ nó diễn ra như thế nào. Và mình và các bạn cùng trải nghiệm và khám phá những cái món món đồ mà các hội chợ công ty nó họ trình bày là những mặt hàng gì và những công ty nào mà bán mấy đồ dùng đó như vậy đó. Và cái công ty có phát bên mình là không phải là công ty đưa tiền tiền mặt nhá, nó đưa bằng thẻ này. Đấy, đây là thẻ thay thế cho tiền tiền mặt nhé. Và nó có 35 tờ. Đây. 35 tờ này là tương với giá tiền là 700. Cái thẻ này là 700 nhé. Ở 700 đó mình sẽ mua những thứ gì thì các bạn cùng xem cùng theo mình cùng đi nhá. Và phía sẽ cũng có thức ăn này với lại trò chơi, tất cả là trong thẻ này hết đều miễn phí. Chơi trò chơi rồi đi ăn buffet này kia là công ty hôm nay công ty tổ chức đầy đủ hết, vừa mua tiêu dùng với lại chơi một trò chơi xong rồi đi ăn buffet thì tất cả đều gói gọn trong một cái thẻ này hết. Cái thẻ này là thay thế cho một tiền đấy, một ví dụ một cái tờ như thế này, một tờ thế này là 20.000, trong đây có 35 tờ là 700, 750 đấy. Như vậy đó, là hôm nay là một hội chợ trong công ty thì mình muốn chia sẻ cho các bạn xem như vậy thôi, để các bạn cùng đi thôi. Và hôm nay bây giờ là 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rồi, và các bạn cùng theo chân mình cũng đi nhá. Đi thôi. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
chào các bạn nha. Và bây giờ thì mình đã tới chỗ công ty rồi. Mình cũng quay cho các bạn xem một cái xung quanh bên ngoài cổng của công ty mình, ngoài đường á. Đây là đường khu công nghiệp, không phải là đường chính, đường quốc lộ đâu. Đường khu công nghiệp á. Và đây là bên về bên ngoài. Có anh chị em cũng nhân rất là đông luôn, 2-3 xưởng tập trung một chỗ, thành ra là rất là đông luôn. Vì vậy mình sẽ quay cái gì nó quan trọng thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Và đây là mình xem qua khu bên trong, mình xem từ bên ngoài cổng á. Là bên trong mấy cái kia là một cái gian hàng của mấy cái đồ dùng á của các công ty tư nhân để mà cùng bán hàng mấy cái đồ dùng mà hôm nay công ty tổ chức á, cũng có mấy công ty tư nhân từ bên ngoài lắp ráp bằng như thế này đây. Họ sẽ bán những cái đồ gì mà đùa hàng ngày, đùa thiết thực mình dùng thôi. Bên này là bên trong nhé. Bên này là bảng hiệu của công ty mình. Ngày hội tiêu dùng Techcom. Các bạn xem rất là đông người luôn đúng không? Với lại hôm nay là một cái không khí cũng khá là tốt, đẹp. Mọi thứ thật trong lành. Và các anh chị em công nhân công ty rất là đông đúc và nhộn nhịp đến để mua hàng những mặt hàng mà mình cần thiết. Thì hôm nay thì tất cả anh chị em sẽ tập trung ở đây mua. Và đây là hàng đầu tiên, đây cũng là hơi bất ngờ vì đây là Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là công ty của tính của mình luôn. Mình rất bất ngờ nhưng mà cũng khá là vui. Và họ bán rất là nhiều đồ nước ngọt này kia. Hôm nay bên tin Gia Lai của công ty Hoàng Anh Gia Lai thì bán nước ngọt, nước uống á. Còn bên này là bán mấy cái thực phẩm đóng lạnh. Đây, thực phẩm lọc thọ. Thì mấy cái khung hình, một khung hình như thế này thì là một công ty tư nhân nhé. Cứ một cái ô vuông như thế này là một cái công ty. Và chỗ này là một công ty bán cái đồ gia dụng, đồ mà nước mắm chai, nước mắm này kia đó, bột ngọt, mì tôm, chai tương ớt này kia đó, rất là nhiều luôn. Và đây cũng là một công ty bán về bánh gạo và nước uống này kia, với lại gói cà phê, với lại một cái bao gạo khá là nhiều luôn. Và bên này là họ công ty này thì họ sẽ bán một cái lọ thuốc này kia đó. Mình cũng không hiểu nhiều về mấy cái thuốc này thì, nhưng mà họ bán rất là nhiều. Để dân hàng không đồng. Để mình cùng hồi nãy mình cũng không qua, mình cũng không hỏi
cái mấy đồ này mua thực tế nó như thế nào, nhưng mà thấy nó ghi là gian hàng không đồng thì không biết họ bán như thế nào nên mình không không hỏi. Và đây là cái một cái sân khấu để mà tổ chức nhảy múa này kia, trước khi mình mua sắm này kia thì công ty có tổ chức cho mình ca hát nhảy múa xong rồi mình chơi trò chơi đoàn số đánh này, nói chung là rất là nhiều luôn, để làm quà tặng ấy. Ở đây đứa bạn của mình cùng đồng hương cùng quê, nhìn bầu trời hôm nay rất là đẹp luôn, trời xanh mây trắng, một cái nguồn gió thổi qua rất là mát mẻ và một cái khung cảnh rất là trong lành, thấy rất tuyệt vời. Với cái sự nhộn nhịp, sự đông đúc của anh chị em nữa, tạo nên một không khí rất là sôi động và cái âm nhạc rất là vui vẻ luôn. Vì chỗ cái hội chợ lớn như thế này họ thường mở nhạc này kia nên mình tắt âm của video, nên mình thu âm bên ngoài, nên các bạn xem các bạn thông cảm nhé, vì mình sợ dính bản quyền á, thì mình tắt cái âm video rồi mình thu giọng nói bên ngoài. Và đây là mình quay từ phía trước, máy ảnh phía trước nhé. Đây là bạn của mình, bạn này ở miền Tây. Chào các bạn nha. Vì sợ bị dính bản quyền đấy nên mình tắt âm thanh góc, mong các bạn xem thông cảm nhé. Thật ra là nếu âm thanh bản gốc thì khá là hay luôn, nhưng mà nhạc bên ngoài thì chắc chắn là sẽ dính bản quyền nên mình tắt, mong các bạn xem thông cảm cho mình nha. Các bạn xem vui vẻ nha. Và đây là căng tin nơi mà mình sẽ ăn những món đồ hôm nay họ cho cái công nhân mình ăn đấy, cái thức đơn cùng ăn những món gì thì mình cùng các bạn cùng xem và cùng ăn thử nha. Mình ăn rất là đơn giản thôi, do mình nói hết đầu ấy, cũng có cái tất cả năm lên trong thẻ hết. Và đây là món ăn này, rất là đơn giản luôn, và có đuôi cà và mấy cái miếng đậu này kia thôi, một món ăn rất đơn giản luôn, chấm với tương ớt thế là xong, và một ly nước. Mình ăn xong uống xong rồi về thôi. Giờ đây cũng 10 giờ rồi, cũng hơn 10 giờ rưỡi rồi. Một vòng cho các bạn xem một căng tin nhà ăn, nhà bếp của công ty mình nhé. Và rất là nhiều anh chị em xếp hàng luôn. Và bên này là khu bên ngoài, rất là nhiều đồ của anh chị em
công nhân công ty ấy, mua xong rồi để đây, rồi có người thì đi ăn, có người thì tiếp tục ở chơi trò chơi, còn mình thì mua này xong ăn cũng xong rồi, giờ chuẩn bị về thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé, luôn xem và đồng hành cùng mình từ đầu video tới cuối video. Nay mình xem về và dừng video tại đây. Nếu các bạn thương thì hãy cho mình một like để đăng ký kênh ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng mình. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nha.